trọng cuộc đời. Mùa xuân ơi, đang nghe mùa xuân hả? Trên quê trời, mà nó đời sức Nobita, Nobita, sức ca sức cặp cho Nobita và hãy được bằng tên Doraemon. Khúc đó đang hay đó Vương ơi, hát tiếp đi. Thôi được rồi. Hai ba dễ hương quá, mình thấy tâm dễ. Hai đứa làm luôn nha. Nghe là gì, trai em đúng không? Trai em đúng không? Rồi trong đó là trai em đúng không? Hả? Chị là trai em đó, chị là xe cô của cái mỏ chị. Rồi chơi xe cô rồi chơi em. Cứ chơi quý vị. Rồi 1 2 3. Anh mới chưa xa. Hoa nói với mọi người nha, và coi cái chương trình thì Vanessa của Đu Phương và Minh Tiết sẽ tặng cho tất cả mọi người 10 con số lô tô. Rồi lấy nha. Tặng dữ gì chợ. Rồi xin tặng cho mọi người 20 con số lô tô. Trời ơi. Em... nói chứ mọi người ơi, em với lại Minh Tiết sẽ tặng cho mọi người vài con số lô tô để cho mọi người có không khí tại quán Lan Quế Phường nha. Dạ thì rồi, thực ra thì tụi em là không phải là chuyên về lô tô nha, tụi em chỉ hát cho vui, tại vì tụi em cũng học lớn theo mấy anh chị em trong cái chương trình mà đoàn mà hát lô tô chuyên nghiệp á, cho nên là tụi em hát vui thôi nha, có gì mọi người bỏ qua cho em nha. Rồi, kính thưa quý vị, nếu mà đã có dây sẵn tại đây với chân tay xin một thì cùng mắt thì sẽ có chúng ta cùng cho số hèn chan số gì ra, số gì ra, cờ ra con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra, ra cái gì ra, mấy gì ra, thôi tắt luôn nè, tắt đèn luôn nè, mở đèn mới đẹp, quay cái nào chị không có đèn nhìn chị giống ma lắm. Em cho chị xin cái muỗng nha, lắm đẳng rồi đó. Ở vô đây cầm mép em ơi, ơi. Em ơi, cho chị xin cái muỗng nha, một cái muỗng thôi, đừng có lấy nhiều cái muỗng quá nha, một cái muỗng, cái muỗng thôi mà lấy cái muỗng với lại cái nĩa nữa nha. Uống nước lại cái nĩa chị mà, cái nĩa nhiều cái hỏng mà đời bên nó đều quá, nhiều cái hỏng ở đây cái giọng em có đều, giọng em đều quá, giọng em đều quá. Giống bị khùng. Đúng hai đứa bệnh ghê á nha. Dạ không có bệnh đâu, bắt dưới. Nói chứ bây giờ hai chị em sẽ hát vài con lô tô để phục vụ mọi người nha. Rồi. Số gì đây cơ đó. Quên cái tông cao quá vô người. Số gì đây cơ ra con mấy, gì đây nếu trúng là trời cho không, không trúng là trò chơi, đi vô rừng cầm cây roi cho to, bò không đi em đấy rồi em quất vô mông con bò nó bò đi vô, bắt đầu em kêu lô tô mấy gì đây hồi chờ rất đông vui, chúng em xin mời bà con ghé chơi lô tô thời nay, lô tô thật hay, từng lòng quay là xoay với dòng đời. Huynh đệ tí mùi chúng rồi, em tuy là người dân, nhưng tôi lựa tắt đèn có nhà hâu. Mấy gì đây, mấy gì đây, bắt kiếm thang cả đang đi rờ. Cột quá kèo là kèo quá cột, con số 1 số đầu tiên cái đầu lô tô gạch dương. Con số 1 cờ ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây, còn cờ gì đây. Trong căn nhà quan dường như có ma tuyệt lũ đầu ra làm em hết hồn. Con ma đầu đinh hàm răng trắng tinh lũ đầu ra làm Phương cái giật mình. Lần đầu em đập đầu đinh nó thúi ình mà sạch dầu thơm. Ngày là ngày vừa qua đầu đinh nó với em thơm thúi ình cái mùi chuột sình. Còn số chinh là số chinh cờ hơn xích lô xin dừng xe, bye bye see you again.
Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Đây là những phút giải lao, những phút bên nhau của đôi song ca Minh Tuyết và Cẩm Ly. À, có chị bé nói gì chưa? Nói chị em là Dân Sơn Bảo Liên. Không, em nghe nói quốc cơ quốc nghiệp đó. Chứ cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn anh chị em cô bác mình đã dành ít thời gian nén vào cái kênh YouTube của Hà Lan Quế Phường nè, kênh YouTube của Sức Sống Mới nè, Toàn Vlog nè, Thu Vương Cái Viên Chiên nè, Lâm Ma Van nè, rồi Loto LGBT. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Có vài phút giải lao để mà được một cái clip thì chúng em luôn luôn lúc nào cũng mang đến. Cảm ơn đến tất cả mọi người nha. Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống, và lúc nào cũng vui vẻ nha mọi người nha. Rảnh rỗi thì mọi người cứ vào cái kênh YouTube mọi người xem, và mọi người đừng quên là mọi người hãy nhấn nút like và subscribe, đăng ký kênh để ngày nào tụi em cũng thu thập clip mới để có clip cho mọi người xem nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Thank you for watching. See you next this video. When you are meditation, qua chế ta đa ma chui chạy 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 chú chạy thát hồ chá mạng cá nhỏ vũ trụ chạy 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 tố chạy. Tắt rồi, tắt rồi. Ok. Trời ơi, đó nó liêu cái lỗ mũi nó mới chịu ào. Rồi, cảm ơn nha chị Minh Tuyết. Mọi người yêu thương thì mọi người hãy lúc nào cũng luôn ủng hộ, và nhớ là mọi người nhớ là cho một cái like và subscribe cho tất cả kênh YouTube của Sức Sống Mới, tôi GPT, cũng như là một cái bạn rất là thân quen của Minh Tuyết là Toàn Vlog, cũng là mới làm YouTube thôi, nhưng mà cũng rất là cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ nha. Rồi Minh Tuyết nghĩ gì về Toàn Vlog? Dạ. Theo người ta nói là nhiều người comment nói là Toàn Vlog là đàn khủng luôn á. Khủng hả? Cho Toàn nghĩ như thế nào? Ê! Cái đó em không biết, mình phải test mình mới biết được nha. Tại vì ở đó trong xóm là hay kêu là tài thầu đó. Mà tài thầu dịch ra tiếng gì có nghĩa là đầu bự. Mà đầu bự thì con người nó có hai đầu, nó có hồn. Tức là con dài có hai đầu. Đầu trên đầu dưới ha. Thôi không nói. Đi hay sâu đó. Nói chung là em nói vậy thôi. Nói chung là tùy theo mọi người nghĩ nha. Cho nên là đừng có nghĩ em nói bậy gì hết. Tại bạn nào đó bạn hay đá banh trên đầu gối bạn bự thôi, chứ không có gì hết trơn cho mọi người. Như thường quá. Bữa nay chức vé số hết không anh?